Ok, xin chào anh em. Mình là Lĩnh, hôm nay mình sẽ giới thiệu đến phần đầu của chiếc xe Exciter 150 bản 2018 mình đã độ lên như vậy. Trước tiên là mình sẽ giới thiệu đến các bạn đấy là cái bộ phuộc upside down này. Bộ phuộc upside down này mình dùng bộ phuộc upside down và liền chẳng ba zin của SCK Racing. Mình đã sử dụng được hơn 2 năm rồi. Trong này có cái thương hiệu của SCK Racing và ngày tháng đây. Có thể hơi tối cho nên là các bạn không nhìn rõ, mà video tiếp theo mình sẽ chụp ảnh, mình sẽ làm cái video mà rõ hơn cho các bạn xem nha. Cái nguyên nhân mà các bạn hay hỏi mình ấy là cái phuộc upside down này đi nó có bị gãy như trên mạng anh em hay đăng không, nhưng mình khẳng định cho các bạn luôn là gãy ấy, là nó có hiện tượng gãy đến phuộc zin mà anh em những anh hùng nồng độ cồn ấy mà đi mà đã gọi là quá tốc độ mà đâm vào những cái cú va mạnh ấy thì là nó không thể tránh được những trường hợp gãy như vậy. Đến bây giờ mình lấy luôn cái dẫn chứng nhá. Đây là cái dẫn chứng. Đây là một cái phuộc zin của Exciter 150. Đây là anh hùng nồng độ cồn. Đó. Phuộc upside down của SCK Racing này không thể gãy được cái phuộc này mà nó sẽ gãy cái cốt này. Nhưng mà đến cái phuộc zin nó còn cong như này nữa. Vì cái tình trạng mà anh em đi nó gọi là quá tốc độ, quá là nguy hiểm, đi gọi là đâm nó quá mạnh thì mới dẫn đến những trường hợp này. Chứ còn không tự dưng mà cái phuộc upside down này mà tự nhiên nó gãy đâu các bạn. Yên tâm, chất lượng họ làm ra họ đã đo căn chỉnh rất là chuẩn rồi, cho nên là không thể gãy được như này. Đó. Ngoài ra tiếp theo là phần đầu này mới có lên theo thêm cái bộ đầu UVF cũng của Yamaha đấy. Đó, anh em có thể soi kỹ. Về phần này thì mình đã chính tay mình tự làm, tự cắt ghi đông, tự cắt tự hàn lại ghi đông và chế mủ lại cái mặt đồng hồ này và đã nhúng carbon rồi. Có một số anh em bảo là đi cái bộ đầu Louvet này mỏi tay, nhưng mà mình khẳng định lại khi các bạn đã lắp bộ đầu Louvet này kèm với lại bộ phuộc upside down thế này, đó, đây là bộ phuộc upside down thế này, các bạn lưu ý về đây, sát về đây cho mình này, soi kỹ luôn này. Cái phần nói luôn này là cái phần đầu Louvet này cái ghi đông của nó rất là thấp hơn so với đầu cái ghi đông của Exciter, nó tầm hơn 2 phân cơ. Đấy, khi cho nên là tại sao các bạn bảo là đi nó khó hay là nó thế nọ thế kia. Đấy, nhưng mà mình đã lắp cái phuộc upside down này của SCK Racing này, các bạn có thể thả cho mình hai con ốc bên này, hai ốc bên này và các bạn nâng lên nó hơn 1 cm nữa thì cái bộ đầu Louvet ghi đông nó sẽ cao lên và giúp cho các bạn cua nó dễ hơn zin. Cua nó dễ hơn zin nha các bạn nhá. Ôm cua rất là dễ. Đấy. Ngoài ra thì bên dưới cái rè này mình có lên thêm luôn là cái rè trước của Winner nhá, rè Winner. Cái phần sau này nó sẽ dài, chống bắn tốt hơn này. Và phần trước nhìn nó cũng rất là hầm hố. Đó. Phần mặt nạ thì mình đã dùng mặt nạ chế mủ và sơn tem. Phần nhựa đen đằng trước mình cũng nhúng carbon luôn. Đặc biệt ra là có bộ Audi A9 mẫu mới nên mình đã lắp ráp cho anh em xem rất là nhiều video rồi. Đây, về phần mình nói thêm, đây là cái chẳng ba này, cái chẳng ba, cái vai của cái cuộc SCK Racing. Đó, anh em cái vai này làm bằng nhôm nguyên khối CNC nhá. Đó, cái vai nhôm này làm bằng nguyên khối nhôm CNC. Không thể gãy được, phuộc không thể gãy được. Mà nếu mà chẳng hạn như mà va chạm gọi là rất là mạnh thì nó có thể là cong hoặc là gãy cái này. Mà đến phuộc zin cũng bị như vậy. Đó. Về phần cái ti cốt này, nếu mà chẳng hạn bạn có mà đâm va quá mạnh hoặc là nó cong có gãy thì có phần để thay thế nhá. Anh em nhá, cái này có thể để thay thế nhá. Đấy. Ngoài ra là cái phuộc upside down này, cái phuộc upside down racing này khác phục hoàn toàn cái lỗi của cái phuộc của Exciter Zin, đi bao êm ái luôn, không có rung hay là lắc như nào, rất là êm. Ok, thì hôm nay thì mình cũng giới thiệu đến các bạn như vậy thôi. Hẹn gặp lại anh em ở video tiếp theo. Các bạn nếu thấy hay bổ ích thì các bạn đăng ký kênh giúp mình, like, chia sẻ. Chào tạm biệt.